Hi, xin chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với các bạn, đây là mô hình xe đầu kéo Mỹ. Bây giờ mình sẽ lùi xe để lấy rơ móc. Đây là cái khớp cài. Cái khớp này nó sẽ chèn vào cái trục quay của rơ móc. Mình sẽ khóa cái khớp này lại để cho cái rơ móc khỏi bị tuột ra ngoài. Tiếp theo là ta hạ chân rơ móc xuống. Đây là xe International của Mỹ nha các bạn. Đây là cái rơ móc đặc biệt, nó có nhiều bánh nhỏ. Công dụng của nó là chở các loại ô tô, xe tải, xe hơi hoặc là các cục biến áp khổng lồ. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành lắp ráp. Đầu tiên là ta sẽ lắp phần đầu kéo. Bộ phận này bao gồm 3 thanh chữ U lớn, 2 thanh 5 lỗ và 2 thanh 9 lỗ. Chúng ta chèn thanh 5 lỗ này vào. Tương tự bên này cũng thế. Thanh chữ L 2 lỗ và thanh chữ L 3 lỗ lắp vào vị trí này. Chèn thêm thanh chữ U lớn vào giữa. Đây là thanh 7 lỗ. Ta chêm thanh chữ L nhỏ vào đây. Bây giờ nó đã ra được cái hình dạng của đầu xe. Thanh 11 lỗ làm khung của mui xe. Đây cũng là thanh 11 lỗ. Chỗ này ta tháo ra, ta dời xe vào trong cho nó đẹp nha các bạn. Ta kết nối hai tấm dẹp này lại. Tương tự bên này ta làm đối xứng.
Hai thanh chính lỗ kết nối vào thanh chữ L ba lỗ. Thanh chính lỗ và thanh chữ L ba lỗ. Bên này ta sẽ làm đối xứng lại. Để tiết kiệm thời gian, mình sẽ làm từng cụm chi tiết. Đây là hai tấm dẹp màu xanh. Đây là thanh sáu lỗ nha các bạn. Và đây là thanh chính lỗ. Cái chỗ này ta chèn thanh chỗ u nhỏ hoặc bất cứ thanh gì cũng được để cho nó vừa nha các bạn. Ta lắp bánh xe vào. Bởi vì mình không đủ bánh xe cho nên chỗ này mình sẽ lắp hai cái bánh đơn. Các bạn tìm một miếng nhựa hay là một cái gì đó có hình dạng như thế này. Đây là bộ phận chốt cài.
thanh bảy lỗ. Độ dài của rơ móc thì tùy theo ý thích của các bạn nhé. Dùng thanh chữ U nhỏ và thanh 5 lỗ để làm kính chiếu hậu cho xe. Thanh chữ U lớn và hai thanh 5 lỗ. Chúng ta lùi xe sao cho cái khớp nó vào đúng ngay vị trí của trục rơ móc và ta khóa lại. Và phần 2 ở video sau, mình sẽ lắp động cơ và điều khiển cho xe để biến nó thành xe rơ sơ. Ok, video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.